Sáng nay chúng tôi lại tiếp tục mời bà con cùng chúng tôi trải nghiệm máy khoan đất tay đẩy bánh xe Takeo TK3B khoan tại vườn cà phê Nô Năm. Rễ cây đan xen rất là nhiều và dày nha bà con. Bây giờ chúng ta cùng xem máy đang khoan với đường kính mũi khoan là 300. Đấy, thao tác là một người khoan rất là dễ dàng. Ở dưới đất rất là chắc và nhiều rễ của cà phê. Đây là đất đỏ ba gian nha bà con. Đây bà con có thể nhìn thấy ở bên dưới là rễ của cây cà phê rất là nhiều, rất là chắc, nhưng máy khoan rất là ok. Máy khởi động rất là dễ dàng, chỉ việc là bật công tắc giật nổ, sau đó là móc ga thì máy sẽ tự khoan. Chủ nhà đang test khoan ở ngã tư của vườn cà phê để trồng thêm trụ tiêu. Nhờ có khung tay đẩy và bánh xe chắc chắn giúp cho máy di chuyển cực kỳ dễ dàng và khi khoan cũng rất là nhàn cho người cầm máy. Lỗ khoan này sau khi khoan xong thì chúng tôi sẽ quay cận cảnh để cho bà con xem là ở bên dưới đất thì cái lượng rễ của cây cà phê và các loại cỏ nó đan xen như thế nào. Thế bà con có thể thấy là bên dưới miệng hố vừa khoan xong thì rễ của cây cà phê to như ngón tay cái và rất là nhiều, nhưng máy vẫn có thể khoan được một cách rất là dễ dàng với động cơ 68cc. Máy khoan đất khoan rất là mạnh mẽ, khỏe. Máy có thể khoan được đường kính mũi khoan từ 10 đến 30 một cách rất là hiệu quả trên tất cả các mọi địa hình đất, đất đồi có đá nhỏ, đất có nhiều rễ cây, đất trồng cây lâu năm, đất khô cứng, đất đỏ. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video để được kỹ thuật viên tư vấn để cho mình chọn lựa một sản phẩm phù hợp.